thờ sướng mình công tác đủ. Hello. Chứ bao giờ đến 2 năm sau được không vừa ấy. Đó. Không có việc sớm mà. Hello. Không phải anh xuống đây. Tám nghiệp hai mang. Và chúng ta đến với trận đấu tiếp theo bằng CO thứ tư. Đây là Babylon, đội bạn là một AC và một Phu, nếu tôi không nhầm. AC Real của game thủ Camoba Hồng Anh. AC Phu của chúng ta là một Babylon và một cái gì đây? Vâng, chim sẻ cầm Egypt. Như vậy là sau và như vậy là sau một cái tờn bật 3-2 ở trong trận đấu thứ ba thì đội bạn đang dần có những vâng trận đấu có quân được coi như là cửa trên. AC Phu chắc chắn là nhỉnh hơn Baby về Egypt rồi, nhưng chúng ta vẫn đánh được ở trong trận đấu này chứ không phải là quân tỉ. Quan trọng là bài vở sẽ như thế nào, hy vọng rằng bài vở nó sẽ ổn hơn dành cho các thủ của chúng ta. Vâng, xin được gửi lời cảm ơn tới anh Thắng Sản Shop Vero, người đã gửi tặng cho game thủ chim sẻ và những số sao ở trong trận đấu vừa rồi. Cảm ơn anh gửi tặng 100 sao cho game thủ chim sẻ. Và thực ra thì tôi là người rất im hiếm khi đọc comment của mọi người. Nhưng thực ra thì đọc comment của anh em nào là kịch bản, nào là thả, nào là thế này thế kia thì cảm thấy rất là buồn. Và nếu như các bạn mà người là người biết xem chế, các bạn biết xem trận đấu này, các trận đấu vừa rồi nó diễn ra như thế nào, thì các bạn biết rằng đây không phải là một tơn thả, đội bạn đang đánh thực sự hay. Và nếu các bạn nói đây là một tơn thả thì các bạn sẽ đánh giá thấp các cầu thủ chim sẻ và he he, cũng như là các bạn đang vâng không công nhận những chiến thắng dành cặp đôi đến từ liên quân của Nghệ An và Thái Bình. Đó là điều rất đáng buồn dành cặp đôi bên kia. Hiện tôi cảm thấy rằng đội bạn trong trận vừa rồi là người đánh hay hơn. Các bạn ý rằng chúng ta thắng được 2 trận của đội bạn ở trong trận đấu thứ ba, đó là 2 trận mà quân ta đẹp hơn và thậm chí là có những map được coi như là tịt. Nhưng 3 trận đội bạn thắng đều là 3 trận rất hay. Thực sự là phải công nhận là như vậy. Quay trở lại với trận đấu thứ tư, trận đấu đầu tiên. Thì đây là bài đấu mà chim sẻ đã có quả phụ. Những cái mỏ quả này tôi đang không thấy có vị trí đặt BG. Chưa thấy. Bởi vì nằm xen với cả con vực. Bài xấu. Và he thì không nói thấy nói gì. Bài đang xấu nha. Chúng ta xem mảnh máy của game thủ he. Bài he liệu rằng có đẹp hay không. Vâng, bài he tôi đang thấy rất hợp với câu một câu thơ. Vâng, bắp cần bơ, yêu không cần cờ, cần voi cơ. Vâng, vẫn đang thiếu một chút xíu đồ ăn nữa dành cho game thủ he trong trận đấu này. Một bài đấu khung nhà. Nhưng mà nếu như bài này, vâng, quả này thì sẽ thấy rồi. Quả này ai ăn. Vâng, một mỏ quả rất rách nát. Mỏ quả này là một mỏ quả đôi, mỗi bên là 3 cây. Ai ăn đây? Nếu như sẻ ăn thì he sẽ phải đi dò thêm. Và ngược lại, nếu như he ăn thì sẻ phải đi dò thêm. Và như vậy sẻ sẽ người ăn mỏ quả đầu, mỏ quả xấu đó. He chưa đủ đồ. Bài đấu đang chỉ dừng một hiệu cộng một vòng. Bài này kể cả he có thấy thêm một mỏ quả phụ đi chăng nữa thì vẫn yếu. Còn bài này nếu như không vận như vậy là kéo dần ra ăn hiệu 4 ạ. Bài đang rất rất xấu dành cặp đôi của chim sẻ và he he nha. Rất rất xấu. Đây là mỏ quả. Và mỏ quả này có ai ăn không? Vâng, như vậy mỏ quả này không ai ăn rồi. Như vậy là he lên được đời. Và nếu như không bị chọc mỏ quả này thì lực của he sẽ ổn hơn một chút. Chứ nó chả phải là khỏe. Đây là BB. Ép đời thì có lẽ vẫn trong cuối 10. Nếu như ép chuẩn.
Con xe kích ở bao nhiêu? Xe... sách ma. Khá sâu. Đây là BB. Bòi hốc hác chăng? Bài xe khả năng cao phải sang 11 đấy. Chắc phải sang 11 rồi. BB và BM. Và đây sẽ là BG. Và đây là B. Như vậy là BA. Xe đánh cùng. Và he. Và he 11 tròn. À kích. Kích lâu rồi. Như vậy theo tin báo về he kích 14-10. Còn xe kích 11-20. Rất muộn mà. Chip bò điểm số đang rất cao. Hãy nhớ rằng bên bạn là hai game thủ theo trường phái Roy F đời nha. Tới cả hai ông thần bên ghép đời rất ghê. Và ép quân cũng ghê nốt. Xe bị chọc rồi, chúng ta xem xe đi. Vâng, do công giáp tới chiếc bò và đang rất hiên ngang để chọc dần của xe. Do công giáp mất 3 dần dành cho xe. Con giò vẫn là còn hơn nửa máu. Và thông tin báo về chấp bồi bánh 2L. Cảng. Vâng, đây là mảnh máy của He. Thông tin báo về để có 3 vị trí ấn hoàng dành cho game thủ Hello Chip Boy. Vâng, thông tin báo về ăn tới 3 vị trí dành cho Chip Boy. Như vậy lượng tiền của Chip Boy sẽ là siêu nhiều. Đây là quả phụ này. Ăn cả hiêu nữa này. Vâng, như vậy lạc đà thì chém chéo sang phía nhà của chim của He He. Do để trọng yếu xẻ. Đúng là bắp cần bơ. Vẫn đang ăn hoàng đồ ăn. Hồng Anh đã xây xong trước nhà bê hào của mình. Đồi cao thoáng mát rất đẹp. Hay đang cố gắng vắt trần lực 2L để chém game thủ Hello Chip Boy. Nhưng Chip Boy bánh xe có rồi. 2L bánh xe dành cho Chip Boy. Vâng, lạc đà thủ, lạc đà công đều có rất nhiều quần. Tôi đang ngửi thấy một cái mùi mà chỉ có hồi bé tôi mới ngửi thấy thôi. Đó là mùi khoai nướng. Khoai lang nướng. Vâng, như vậy là game đùa hè đang có một tuần chém tốt. Một tuần lọt sang nhà của game đùa Hồng Anh từ nhà phía Hello Chip Boy. Và Hồng Anh dường như vẫn đang chưa biết. Bây giờ mới biết thì Hồng Anh đã chết đi 3 giật. Nhưng hè cũng chỉ có 5 con lạc đà này thôi. 5 con lạc đà thiếu tưởng cuối vòng. Bị Kene mỏ gỗ vào vào trong mỏ gỗ này. Okay. Không có bánh xe. Không chạy được. À không, bánh xe vừa mới lên sau. Ồ, biết là hè kích cái xe thế nào mà tôi cũng không để ý. Nhiều gỗ quá, cắt dần ra, nhiều vàng quá, cắt dần ra để ăn gỗ. Đây là chim sẻ. Như vậy là chim sẻ có khoảng 17 phút trong game để có thể cơ cấu nhà và phát triển. Nhưng mà game thủ Chip Boy đang chỉ đánh thủ và chém vào nhà của game thủ He He. Và Hồng Anh cũng đang đánh thủ, còn đội bạn trận này không công sẻ. Đội bạn đánh thế, gãi. Gãi. Úi giời ơi, lạc đà 2-4-6. Sẻ đang có dốc. Vâng, 8 con lạc đà dành cho game thủ Hello Chip Boy. 9 con lạc đà và 2 tơn cục R của Hồng Anh. Sẽ nở ra 3 tơn 9 con cục R chạy rẽ đất. Vâng, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại đây thôi. Cố gắng níu kéo chẳng được gì. Vâng, 1-0 cho C4 giành cặp đôi của Hồng Anh và Chip Boy. Đội bạn đang cực kỳ bay và hãy cẩn thận khi mà Hồng Anh Chip Boy bay, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Càng, đội bạn đang quay trở lại và lợi hại hơn gấp rất nhiều lần. Một cái map chúng ta đang xấu hơn. Và đội bạn bài rất đẹp. Map khoai quá. Vâng, chim sẻ và he he phải cẩn thận nha. Cặp đôi bên bạn nếu như mà đã bay ấy thì phong độ thì bạn sẽ giáp hơn rất nhiều đấy.
Tôi nhớ cái hôm mà game thủ. Vâng, tôi nhớ. Và... và như vậy là Văn Hưởng sẽ vào tay sẻ nha anh em. Kèo sẽ cần hơn 3 giờ hết. À nhầm. Sửa nhầm tỷ số, đôi bạn thắng mà. Mình lại ghi 1-0. Và chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Rồi, AC Great Baby Maxi. Bằng cam thủ xoạt quần nhanh như ăn cắp, không kịp nhìn thấy gì, chỉ nghe các game thủ nói thôi. Như vậy là He là người được cầm Great. À nhầm. Vâng, Sẻ mới người cầm Great. Còn He là người cầm ESC. Như vậy là quân quân thì cũng tạm được, nhưng mà nó không phải mắc binh dành cho chúng ta. Các bạn là nó không đúng người cầm. Chúng ta xem quân đội bạn quân gì, sẽ cho quân anh cả. Rồi, Baby và Maxi. Hồng Anh cầm Maxi và Chip Boy cầm Baby. Baby Max rồi phải cả Greg AC. Kèo cân thôi. Chúng ta thì chém thì yếu hơn một tí. Thực ra là con Greg và Maxi thì chả biết con nào khỏe hơn. Quan trọng là bài. Còn con AC và con Baby thì con AC khỏe hơn rồi. Vâng, chế cần quân, dân không cần gỗ, cần quả cơ. Và anh cố gắng sáng bài hát thì em cảm thấy nó cũng không ra cái gì cả. Chả vần tí nào. Và chim sẻ đang đi dò. Rồi, con vò này mũi nó bị điếc. Tí thì khoảng một dần. Một cái nhà khung của Greg. Con Greg cái map này cũng chả cần khung. Cái map này Greg 3 rừng với 1 rừng nó cũng như nhau. Và 4 rừng dành cho Greg. Tại sao phải là 4 đồ ăn nhỉ? Thay 4 cánh rừng này bằng 4 con voi có vẻ nó sẽ ngon hơn. Gỗ đầu xa. Đồ ăn chưa có. Vàng với cả gỗ thì nhiều lắm rồi. 2 mỏ vàng, 5-6 mỏ gỗ gì đấy. Chúng ta xem He đi. Vâng, từ khi mà vâng, Hoàng Hải lên trên này thì chúng ta chưa thắng được trận nào. Hiện tại chúng ta đang để thua tới 4 trận thông. Sẻ và He He cần phải có một tên quay trở lại. Bài He đẹp về thế, nhưng xấu về đồ ăn. Hai đàn hiệu ở gần rừng. Ố, chỗ này có cái gì đó. Hy vọng không phải là cây gỗ mà là con voi. 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 Ơ, không xem nghe. He đang đập lô một tên nhẹ. Đây rồi, một đàn hiệu nữa. Nếu như chỉ ăn đàn hiệu thôi thì bài He sẽ là bài 3 hiệu. Và hiệu này là hiệu 4. Rất bè. Chúng ta đến với bài của chim sẻ. Thông tin báo về sẻ rất gần nhà của Hồng Anh. Cái gì này? Vâng, rồi. Hồng Anh đóng. Vâng, Hồng Anh đóng BB luôn để không cho sẻ ăn cái mỏ quà này. Nhà sẻ và nhà Hồng Anh đang quá gần nhau. Ôi, thôi mà, oh my god. Rồi, như vậy là không ăn được. Và như vậy là không ăn được quả. Là phải đi câu voi và ăn hiêu. Một con đã quay đầu. Vâng, bài Hồng Anh là mắc của mắc. Các bạn có thấy rằng đây là bài Hồng Anh. Bài Hồng Anh không thèm ăn hiêu. Đây là hiêu phụ của Hồng Anh nha.
Quả phụ Hồng Anh cũng đang ăn. À, xin lỗi, đây là game thủ chính bò chứ không phải là game thủ Hồng Anh. Bài sẻ cũng không phải là quá xấu với hai con voi về, ba con voi về. Quả này không ăn được, phải đen chiếc MDG của mình đi. Sẽ ăn thêm một đàn hiêu. Bài yếu và lên đời muộn. Còn bài chính bò là bài rất đẹp. Bài chính bò cầm baby khả năng cao đánh chém rồi. Vâng, đóng lờ xong dành của chip boy rồi. Lèo. Vâng, chip boy kích chuyến khi được cầm bé bì. Kích chín đến từ chip boy. Các bạn thấy đây là top 1 tôi đã bảo các bạn rồi. Vâng, top 1 cầm quân bình thường kích chín. Đó là chuyện không quá khó. Xẻ chưa xây xong như điều kiện. 14-10 bị chọc giò. Gỗ chưa đủ dành cho game thủ chim sẻ. Và phía trên Tuần Hải đang hồ rất to. Và cứ cười đấy. Người ta có câu là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Cứ chào đấy. Chúng ta đã gặp những cái bài xấu, chúng ta phải nhịn. Đội bạn đang làm cái gì đó. Chip boy đang đưa dân sang để làm cái gì đấy. Sẻ vẫn chưa đào được vàng. Một chiếc AB được xây ra dành cho Hello Chip boy. Vâng, sẽ cầm Greg. Khi không ăn vàng thì sẽ đánh cái gì, chúng ta hãy cùng chờ xem. Con giò hình như là không đầy đủ công giáp dành cho game thủ chip boy thì phải. Hình như là không đầy đủ công giáp. Sẽ đang cố gắng bò BL của đối phương lại. Có kịp không? Vâng, như vậy là bò cả nhà luôn. Bởi vì bò BL thì có thể là có tơn mà đối phương. Vâng, đen lờ ra. Rồi, như vậy là kịp bò dành cho chim sẻ. Rồi, như vậy thì hướng bò nhà rất hay và khéo léo dành cho chim sẻ. Và được cả con ngựa giò luôn này, thì cười với cả chúng tôi này. Mặc dù tơn này chắc là vẫn thua thôi nhưng mà vâng, nhưng mà tên này mình đang khiến cho đội bạn đang không có sát thương. Và một bài 11 kích của Greg đối đầu với cả một bài vâng 9 kích của Baby. Nhưng tạm thời đến thời điểm này thì game thủ cầm Babylon vẫn chưa thể làm gì được game thủ cầm Greg. Sẻ vẫn đang có bài đánh rất hay. Nhưng vấn đề là làm gì bây giờ? Chúng tôi đang sóc một lờ rất đều. Boy không có ý đồ để đi vòng. Chim sẻ đang cầm cự thôi. Còn có cung đỏ luôn dành cho chim boy, bài khỏe. Yeah, lèo. Thôi, có cả phù nữa. Bằng quả trái mà anh máy của Hè nghe nói rằng em phải nguyên ba nhà BA dành người cầm Asira, liệu rằng có đỡ được không anh không? Phải chăng là một trận đấu siêu phẩm của game mùa hè cân đôi? Sẻ vẫn giữ được tham đấy. Bánh xe có rồi, sẽ chạy dân để giữ tham. Thi đấu ở thời điểm về sau. Một vài dụng ấm dành cho hè. Đội bạn bên có công ca hay không? Hay sẽ đánh kiểu hai nhà to khỏe ra. Vì hai nhà đội bạn đang không mất gì. Một cung đỏ của hè nở ra bên ngoài. Một cung A, một cung R nở ra bên ngoài và hai cung R nở ra ở bên trong. Vẫn đang rất bình tĩnh dành cho hè. Đang đi dò nhà của Hồng Anh. Và như vậy là có Y dành người cầm Maxi. Thông tin báo về là một người đánh Y, một người chuyển cung R. Đây là xe, thằng này 18. Cố gắng giữ tham, chứ bỏ đánh thêm cả phù thì sẽ không quấy được gì chứ bỏ rồi. Theo dự đoán của tôi sẽ nên chả biết trận này làm cái gì. Tôi lại nói là về nhà của He để hồi, nhưng mà đội bạn chuẩn bị ốp He rồi. Nếu về nhà của He để hồi thì chưa chắc là đã giữ tham đâu. Để xem He nào. Vâng, He tham 4-4. Vâng, vừa có nhà B A thứ tư bắt đầu có Y. Bắt đầu có Y dành cho đội bạn. Còn sẻ thì chạy vào cái hốc chết. Chạy Maxi có Y Maxi luôn. Rất đông. Hồng Anh đông cả chém lẫn đông cả Y luôn. Tội cạn lời với ông Hồng Anh rồi.
cái gì cũng nhiều thế mày. Đội bạn đang chặt rừng. Bằng chip boy thì đang đi những con cung đỏ phía bên ngoài. Lạc đà đang khá đông dành cho hello chip boy. Nhưng tuần này vẫn chơi được khi chúng ta có cung đỏ ở bên trong. Còn đội bạn còn đang chặt rừng nữa. Chịu hồng anh đấy. Bây giờ liệu rằng đội bạn có úp vọng như vậy là công vào vị trí nhà bè này. Vậy từ này có kịp không? Như vậy là không kịp vậy. Đưa dân ra để sửa nhưng cũng không kịp luôn. Quá nhiều đơn vị quân ở trong tình huống này. Mặt bên kia thì chip boy đang lao vào. Mặt bên này thì có y. Một mặt thì là y và chè. Một mặt thì cung rờ và lạc đà. Quá khó cho hè hè. Và tỷ số là 2-0 giành đội bạn trong xử thứ tư. Vòng bài. Vòng bài 2 mắc của mắc. Bài của chip boy không thể đẹp hơn. Voi hiệu quả đề huề. Thậm chí còn thừa đồ. Chấp sẻ ăn một đàn hiệu. Vẫn kích 9. Vâng các bạn, nhìn thao tay sẻ có đánh đâu. Sẻ thì cũng chỉ là người thôi các bạn ạ. Vâng, gặp cái bài quân đã khác rồi. Baby với cả Greg. Lại còn Baby kích 9. Greg kích cuối 10, mở đầu 11 thì đỡ làm sao. Và như vậy đây là lần đầu tiên chúng ta bị dẫn trước 0-2 ở trong trận đấu này, trận đấu thứ tư. Liệu rằng có một kịch bản bật dành chúng ta như đội bạn đã làm ở trong trận thứ hai không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Và chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Đây là trận đấu chung kết của chúng ta trong xếp thứ tư. Vâng, bật nào. Bật. Tôi thấy Hùng Chris hô to lắm. Vâng, Phô và Egypt. Vâng, Egypt dành cho game thủ chim sẻ và Phonesia dành cho game thủ he. Đội bạn sẽ là quần gì? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Và đội bạn là một Maxi và một Cho Sọ. Như vậy là quần của chúng ta là nhỉnh hơn.
nhưng mà thực sự thì tôi vẫn chưa biết thế nào ở trong trận đấu này, bởi vì là đội bạn đang bay. Đội bạn đang bay, mà khi đang bay thì nó có nhiều chuyện nó xảy ra lắm. Sẽ có rất nhiều tình huống highlight của đội bạn nên chúng ta phải thật cẩn thận. Chúng ta hãy cùng chờ đợi chim sẻ là người soi quân. Rồi, cho son của Hồng Anh. Và Maxi đồ nhà đến từ chip rồi. Cho son và Maxi. Ô, rồi, bài sẻ tươi luôn. Có quả phụ và có heal. Nhưng mà heal này có về được không nhỉ? Heal này cảm giác nó sẽ nhảy hơi loạn xọa. Gỗ đầu gần này. Heal 7 trở thành heal 6. Có mỏ vàng gần mỏ gỗ. Có thể có S nhân đôi. Bài này sẻ chém được, cùng cũng được. Bài sẻ đẹp đấy nhá. Và như vậy là He đang muốn sẻ đánh chém để cho cái người He là người đánh cung. Và rất hiếm khi chúng ta nhìn thấy vận như vậy là bài He cũng mắc bình. Mắc. Rất mắc bình dày He ở trong trận đấu này. Vâng, bài He sẽ là người đánh cung. Và He tự nhận mình đánh cung luôn. Một điều mà chúng ta rất hiếm khi thấy game của He làm cái điều này. Như vậy là sẻ chém và He cung. Một bài đấu mà hai game thủ chúng ta đã đủ đồ từ khá sớm. Còn có thêm cả heal nó dành cho He. Bài He mắc bình rồi. Bài sẻ thì cũng đang ổn. Vâng, kéo dân dài là ăn mổ khỏa phụ. Có biết là heal thì He có lùa về không? Tôi nghĩ là lùa tầm 1-2 con về là ổn đấy. Chứ bà này không nhất thiết phải lùa hết. Nếu lùa hết heal về thì sẽ là ngon. Còn nếu không thì thôi. Mà thực ra với Phonesian thì ra đặt chiếc DG, ra đặt chiếc nhà BS để thì ăn đàn heal đó thì cũng được. Vâng, gặp màu 3. Chính xác là thấy có xe giỏ của màu 3 đẩy sang nhà của game của He. He đánh cung trận đấu này. Đi dò thêm một đơn nhẹ nữa. Và không thấy thêm gì cả. Bài đấu 25 dân lên sớm của He hay chăng? Bài tôi nghĩ là chỉ nên đánh 25 dân thôi. Đây sẽ là S2. Vào nhà siêu kín nhá. Siêu kín. Rất dễ khung. 25 dân trận này. Trận đánh cung kích 9. Cung kích 9 của Phonesia. Chúng ta chuyển sang bài của game thủ chim sẻ. Bài sẻ cũng rất mắc bình. Mặc dù sẻ cầm lại quân không có lợi thế về khả năng ép đâu. Nhưng bài mắc bình như này, nếu như sẻ kích 9 thì tôi cảm thấy cũng không phải bất ngờ cho lắm. Sẻ dường như cũng đang muốn khủng nhà của mình. Bài đấu mà sẻ cũng đang muốn khủng nhà rất rộng. Đây là He. Vâng, mắc 26 dân mà có 11%. Thế như vậy là bài mắc C cũng tương đối mắc binh dành cho đội bạn. Vâng, như bạn đã biết rằng bóng dân mắc C là một loại... Vâng, dân có bóng rất rộng mà chỉ có 11%. Bài đẹp lắm. Bài đẹp lắm luôn đấy, không phải bài đẹp bình thường đâu. Đây là BA. Và đây là BM cộng dân không. Bài này cộng được dân. Nhưng có vẻ như He cũng sẽ cộng dân. 26 dân kích 9. 26 dân của Seng là 949. Và 26 dân của He là 950. Bằng Seng. Mắc bình. Chúng ta gọi đây là bài mắc của mắc. Bằng Seng luôn. Thua Seng 1 giây. Mà speed 2.0 thì coi như là bằng. Không đẹp hơn bài này đến từ Phonesia. He sẽ có tình huống công tê luôn và nhà đội bạn với bài đấu kích 9 bằng sớm như thế này. Chim sẻ có trong giò chéo cánh không? Nhưng mà sẻ cũng đang đi giò chéo cánh sang phía bên kia luôn. Bài sẻ hình như cũng kích ở 10 sớm. Cũng 9 à? Và như vậy là 26 dân kích 9 đến từ sẻ. Và 25 dân kích 9 đến... 24 dân kích 9 đến từ sẻ. Và 26 dân kích 9 đến từ He.
Là các bạn thấy là xuống dưới. Rẽ trái. Rẽ trái đấy, đi vòng quanh rừng đấy, đúng rồi, rẽ trái. Rồi, gặp ở đấy. Băng bài xẻ cũng đang rất khủng, không biết là dân của game thủ Hồng Anh đi đâu rồi. Bài xẻ khủng xong, cả hai bài đều siêu mắc. 1L. 1L và bánh xe, đó là sự lựa chọn của chim sẻ trong trận đấu này. Vâng, bây giờ mới ăn vàng dành cho Hồng Anh. Bài Hồng Anh là người được cầm cho son. Bài cho son kích đời có vẻ như là khá muộn, nhưng hình như là kín. Hình như là siêu kín. Nhưng mà kín thì không sợ đâu, bởi vì He cầm cung mà. Và con tê của He lọt vào trong nhà của Hồng Anh. Thông tin báo về chip boy đánh y thủ. Và Hồng Anh cũng đang đánh do thủ. Đội bạn đang thủ toàn tập ở trong trận này. Rồi, hơn chục cái ruộng dành He rồi. Vào trận đấu này thì chim sẻ cho nhiệm vụ đó là giết chết chip boy. Còn He bảo rằng thì Hồng Anh để cho He xử. 4 nhà bè. Đây là 1L dành cho Hồng Anh. Gần như là không có cửa dành cho Hồng Anh rồi. Đây là mảnh máy của xe. Như vậy là Hồng Anh quýt rồi. Tỷ số rút ngắn còn 1-2 dành cho cặp đôi của chim sẻ và He trong số thứ tư. Vâng, bài này thì không thể thua được rồi. Quân là lợi thế hơn. Vâng, Egypt và Phoenician. Một người thì kích ở... Vâng, cuối 9. Một người thì kích ở giữa 9. Cả hai game thủ đều kích rất sớm ở trong trận đấu này. Và hai bài đều kín. Và không mất cái gì cả. Có một chắc là mỗi He mất con T thôi. Mất con T để đi công. Hết. Vâng, 2-2 về C không. Nếu như ngày hôm nay kèo đấu được diễn ra với tỷ số 2 về C thì chúng ta sẽ có CO cuối cùng. Vâng, CO thứ 5. Vâng, các bạn đang bảo là kịch bản trận này thắng, trận sau thua, hay. Chúng ta xem có đúng là trận này thắng hay không. Hit Kaza. Hit của mùa 2 Chip Boy. Như vậy đội bạn lại đổi người lập mạng rồi. Chip Boy là người cầm mùa 2. Hitty. Hồng Anh cầm Kataria. Như vậy là Kata Hitty đưa đầu với cả Baby và Maxi. Ồ, cân. Ông ta yếu, chúng ta yếu hơn đấy. Vâng, chúng ta yếu hơn tí. Nhưng mà đánh được. Chứ không phải là xấu lắm. Vâng, He bảo về là đang xin một bài đẹp. Không biết bài này có đẹp không? Yêu có rồi. Voi có rồi. Nó dùng với chỉ là một con. Vâng, như các bạn đã biết thì... như tôi nói thềm đầu thì đây là một kèo đấu mà chúng ta đánh giá là cửa dưới. He thì solo thua Hồng Anh. Chim sẻ để solo thua Chip Boy. Điều này đã có tỷ số ở trên trang chủ aoe.vn rồi. Nếu bạn không tin thì các bạn có thể vào trang chủ này để có thể xem lại. Nhưng anh em ta đang có một kèo đấu vượt khó. Kèo này gọi là kèo vượt khó nhé các bạn. Nên là chúng ta có thắng 2-0 về C mà để bật 2 đều tôi cũng thấy vẫn bình thường. Đây là bài của chim sẻ, tôi thấy có khá nhiều rừng. Bài này thì chim sẻ cũng đang nói với He rằng em sẽ đánh cung. Một cung một chém, tôi thấy mắc bình ở trong map này. Map lag. Nếu chuẩn ra tôi cảm thấy rằng cái map này phải là cái map mà
đánh solo thôi. Còn đánh 22 thì khả năng cao phải chơi cái map khu hay là chuẩn. Còn có thêm rất nhiều đồ nữa dành cho chim sẻ. Có thêm một đàn hiểu gần rừng, có thêm một đôi voi cũng ở gần rừng và sẽ câu về đến nhà chính. Và có thêm cả một mỏ quả nữa, mặc dù đồ ăn là khá xa. Mà đồ ăn như này thì cũng sẽ giúp cho game thủ chim sẻ có thể kích đời rồi. Đây sẽ là chiếc nhà bét đầu tiên để ăn gỗ. Bạn này sẽ đánh ở nhà hay sẽ thu hốc. Hốc thì là hốc 6 giờ, hốc khá mắc binh. Gần nhà của chip boy, tôi đấy có một cái chấm màu đỏ nào đó vừa đi qua cái bóng mà chim sẻ đã dò. Cẩn thận quả sẽ ăn chung nha. Tỷ lệ mỏ quả đó ăn chung là khá cao. Vâng, 2 hit ở con nông dân này. Ui giời ơi. Rồi, thành công. Và khá mắc bình. Kéo dân già để ăn quả trước. Mỏ quả này tỷ lệ ăn chung lên tới 50-50. Bò nhà cũng khá rộng trận đấu này. Như vậy là Hitty. Hitty đối đầu với Baby. Cái bên kia hè làm tốt thì tôi tin rằng chim sẻ sẽ có bài đấu có thể cân được chip bò. Thậm chí là sẽ khỏe hơn. Bởi bài sẻ lên đời xong lực khá khỏe. Nếu không bị ăn trùng cái mỏ quả này. Vâng, đây là mảnh máy của hè hè. Như vậy là hè cũng có quả phụ kích đời rồi. Bài hè có một hiệu, ba vòi và một quả phụ. Con vòi thứ ba và có cả con vòi thứ tư. Vâng, tham bạn cho game thủ chim sẻ, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả anh em đóng mặt trên fanpage của game thủ chim sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã ủng hộ cho game thủ và ủng hộ cho cả tôi nữa và một bình luận viên của Sparta. Và hy vọng anh em hãy dành cho chim sẻ những lượt like và những lượt chia sẻ. Hãy dành cho tôi những lượt follow và fanpage để ủng hộ tôi cũng như là ủng hộ cho game thủ chim sẻ nắng. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tôi điểm báo về một mình He lên đời trong trận đấu này. Điểm số của He đang rất cao. Bài Maxe dành cho game thủ He kích đời 10-03 với 24 đồng dần của Maxe. Và các bạn thấy top 1 ép đời là tốt như thế nào. Ngựa giò là công giáp. Thông tin báo về để He đang chủ động đánh kiểu 2L. Bởi vì lực khỏe. Lực này sẽ giúp cho He có thể có bài 2L đều ít nhất là 3 turn nếu không bị chọc bán hoa. Và sau khi ăn xong đồ ăn của mình thì He tiếp tục sẽ đi ăn hoa. Hoặc cũng có thể là quay trở về nhà của mình và ra ruộng. Gặp Hồng Anh. Katarian. Katha gặp Maxi. Hồng Anh cũng đã có giò. Nhưng giò Hồng Anh ra sau game đuổi He là khá nhiều. Giò có mỗi cái công mà ông đuổi như kiểu là giò ông công 4 giác 4 rồi vậy. Cái mỏ quả này khá gần nhà Hồng Anh. Thì không biết là He có ăn không, và như vậy là He vẫn ăn. Và nhà chiếc boy dường như là khung. Khi để cầm hit dường như là khung nha. Hồng Anh cũng 2L. He đều 2 turn 2L rồi. Và đang kéo dân lên. Mỏ quả này Hồng Anh là người ăn. Vâng, 2L ra đều trong turn đầu tiên. Như vậy là bài Hồng Anh cũng là bài kích tầm 10-20. He bắt buộc phải có một y thủ. 1E, 2E. Chỗ này tổng là 4E. Liệu rằng có chế được mỏ quả này hay không? Tôi sợ lạc đà đứng thủ. Vâng, như vậy là không có tờ lạc đà đứng thủ dành cho game thủ Hồng Anh. Vâng, bài Hồng Anh là bài khỏe nha. Body, 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 trẻ ơi, body. Vâng, không biết lạc đà Hồng Anh đi đâu đâu. Và như vậy thông tin báo về là như là lạc đà đội bạn đang ở nhà. Vâng, rất nhiều dân Hồng Anh vừa phải nằm xuống. Một đường chém tốt dành cho He. He vừa đổi hai con chém lấy khoảng tầm 6-7 con đồng dân của game thủ. Vâng, cầm Katarian. Tươi nhỉ. Tiếp tục là một tuần chém vào cái mỏ quả này. Tạm thời đội bạn chưa có tuần tạt vào nhà của Sẻ. Sẻ sẽ khung nhà. Và sau đó thì sẽ khỏe ra.
Và chữ bòn cũng khủng nha, và chữ bòn cầm Hitty đấy. Bà Hồng Anh có tới 2 quả nên bà này hình như Hồng Anh vẫn khỏe, không phải là một bài yếu đâu. Thằng 30 của game đùa he vẫn chưa mất cái gì. Ô, con voi chết kìa em ấy. Đấy, con voi kìa. Vâng, đội bạn ăn con voi này. Và như vậy là một turn đẩy chéo. Người đẩy chéo đó là game thủ cầm Hitty. Có hai con Y ở trong turn này, nhưng cùng đội bạn là cùng Hitty và Y thì chưa có cái chương đồng bà. Turn này một mình he thủ thì có vẻ lơi khó. Chén nữa cần phải chém cùng rồi, còn Y sẽ cần phải sẩu những con lạc đà của đối phương. Chị Boy là người hit and run quả trái mảnh máy của chim sẻ ở cánh bên này. Thềm đầu hẽ làm tốt khi đã chém yếu được game thủ vâng Hồng Anh. Nhưng Hồng Anh vẫn đang tụ được 6-7 con lạc đà trong tuần này. 2-4 chính xác là 5 con, 5 lạc đà và một con giò sẻ được muốn bắt luôn. Có tầm vé đến từ game thủ chim sẻ cộng vào Hồng Anh tách rất nhanh. Những con lạc đà được tách sẽ làm hai hướng, mỗi hướng 3 con để tẩu thoát. Mặt bên này thì sẻ vẫn chưa khủng sao. Sẻ đang chạy dần ra bên ngoài và sẽ có tên về để bắt cung R của chiếc bòi không, nhưng mà hình như là không. Lạc đà Hồng Anh đang rất đông, bắt đầu sổ vào lần này thì không phải là 5 con nữa. 2, 4, 6, vâng 7 con lạc đà đến từ game thủ Hồng Anh. Cung R của sẻ là yếu hơn cung R của chiếc bòi, yếu hơn cung R chiếc bòi và bị mất nhà bia. Cạn. Chính xác là đang bị ốp nhà bia, nhưng dường như là đội bạn đang bị game thủ hè dụ đi đâu đó. Đây là hè. Rất nhiều lạc đà đến Hồng Anh và bài đấu 2 quả phụ dành cho Hồng Anh. Chính vậy là Hồng Anh đang có nhiều lạc đà và vẫn đang đẩy rất trần lực sang nhà của sẻ. Chúng ta xem phá đỡ nhà của chim sẻ ra sao. Cùng đó chưa có được công nghệ chặt gỗ 2, cũng chưa có công nghệ giáp 4, mới chỉ là chặt gỗ 1 và giáp 2 mà thôi. Vâng, cố gắng hít rằn lạc đà trước, nhưng mà sẻ đang đi vào người hốc và dường như là không có đường chạy. Không này quan lạc đà không, sẽ cố gắng phải ăn lạc đà trước. Đội bạn vẫn chưa được cung R bên trong, bây giờ mới được cung R bên trong. Vẫn có đường lùi dành chim sẻ, nhưng đây là một con đường lùi rất hẹp. Người ta gọi đây là con đường máu. Tờ này chơi lạc đà này. Đánh kiểu này thì khi bắt hết quân Hồng Anh, có thể Hồng Anh sẽ yếu. Có thể Hồng Anh sẽ yếu, nhưng chip boy vẫn đang là người khỏe nguyên. Và cái điều quan trọng nữa đó là chip boy là người cầm Hitty, không phải loại cầm bình thường. Tên này có chơi một cầu sẻ đang mất nhiều dần. 24 dành ở chim sẻ. Tên này khả năng cao là vẫn đỡ được, nhưng chiếc bò đang dồn quân lên là liên tục, không hề có ý định ngừng nghỉ. Dành cho game của Hello chiếc bò thông tin báo về tham chúng ta đang đè. Thế như vậy là tôi mạn phép dự đoán rằng đây là bài đấu chiếc bò đang chỉ châu quần. Nhưng quần đang quá đông dành ở chiếc bò, quá đông quần, và chưa kể đến cả game của Hồng Anh nữa. Sẻ đang cố gắng đỡ lại mặt nhà Bia. Nhà Bia có dốc và đỡ được tên này, đỡ được những con lạc đà. Sẻ đang thủ nhà tương đối dẻo, mặc dù bị hai nhà công trong khoảng tầm 6-7 phút vừa qua, nhưng chim sẻ thằng này vẫn 41, nhưng Hồng Anh vẫn lạc đà chảy đều. Yeah, lèo. Hình như Hồng Anh vẫn đang còn một vị trí ăn hoàng ở đâu đó. Sẻ chạy những con nông dân của mình một vòng và lại quay trở về để làm lại gỗ. Nhưng vấn đề là bây giờ thì sẻ sẽ cần phải nở được cùng, sẽ cần phải nở được cùng ở mặt nhà bia. Hẹ sẽ cần phải đưa cùng sang liên tục. Tôi thấy Hồng Anh vẫn chảy đường lạc đà này rất dị. Mặc dù thấy bảo là Hồng Anh là người đã yếu, chỉ còn đang phải chăng chịt. Đây là hai lớp vẩy dành cho cùng đỏ của Hitty. Sẻ không chạy được. Một vài điều cùng giữa sẻ và chiếc bòi. Cùng chiếc bòi là đông hơn, cùng chiếc bòi là tuyển hơn. Và tờ này khởi làm sẻ đã dần không giữ được rồi. Chỉ là 31 dành cho chiếc sẻ mà thôi. Cố gắng được nhận một chút đồ để có thể ra đều được 4 nhà bia và đỡ nhà. Chiếc bò vẫn đang chảy lên những con cùng R là quá đều so với cả quy định. Còn Hồng Anh vẫn cứ chảy lạc đà. Nếu như mà Hồng Anh là một cái bài đấu mà chỉ có 7 con lạc đà từ đầu cho đến cuối thôi, thì không biết thể tại sẻ đã rớt nhà rồi. Vấn đề là nó không chỉ còn có 7 con mà nó cứ thế dồn lên rất đều. Cứ mỗi lần 1-2 con được dồn lên. Cùng chị bò biết đi đâu rồi, hè tham bao nhiêu. Đây là hè, hè tham 27. Như vậy là hè vẫn đang có quần và một tờn lọt vào nhà của cái đồ chip boy, để chứ chip boy mất tay đi một chút. Tham lai cần. Ơ, đúng rồi, và cái hè báo cũng rất chuẩn đấy chứ. Và Hồng Anh tham bé lắm rồi, và tôi thấy là Hồng Anh tham lai chỉ còn khoảng tầm 10 thôi. Tham lai chỉ còn khoảng tầm 10 dành Hồng Anh thôi, nhưng mà không hiểu sao Hồng Anh vẫn sắp một quân, hình như được bơm à. Phải chăng chip boy là người bơm cho game đủ Hồng Anh? Qua trở lại mảnh máy của chim sẻ, chim sẻ vẫn chưa thể đỡ xong cái tờn cùng đờ của Hitty đi kẹp với lạc đà của Kataria. Liên tục bị cộng, hè phải tụ chém lại. Đừng 1-2 con vào. 1-2 con vào là không hiệu quả đâu, thậm chí còn bị bắt quân luôn cơ. Sẽ tiếp tục là phải chạy dần và chạy quân trong tuần này rồi. Vâng, đèn cả BS ra để chạy. Chạy được không?
rất đông quần. Thông tin báo về thì game thủ cầm Hitty là người bơm đồ cho game thủ cầm Kata để ra lạc đà. Quá nhiều lạc đà dành cho game thủ cầm Kata đi ạ. Và thảm khó. Và như vậy chúng ta để thua trong xê đấu này. Một trận đấu đánh rất hay đến từ game thủ Hồng Anh. Và như vậy là Chip Boy là một bài không ra dần. 5 ma đều dành cho Chip Boy. Và bơm đồ để cho Hồng Anh có thể ra lạc đà. Rất dị dành cho đội bạn Hồng Anh, mặc dù đã bị game thủ chị hè hè chém rất nhiều dân ở cái mỏ quả, nhưng vấn đề là Hồng Anh ăn tới 2 quả phụ. Vấn đề là Hồng Anh ăn 2 quả phụ nên lực Hồng Anh thời điểm đầu rất khỏe. Và kết hợp quần với cả Chip Boy để đánh sẻ yếu. Sẻ cũng đã rất dẻo rồi. Dẻo như kẹo kéo nhưng không đủ để chúng ta có thể có được chiến thắng ở trong xe đấu thứ tư, trận đấu thứ tư. Và như vậy tỷ số về xe được cân bằng 2 đều và tỷ số về trận